sơ rối, một mái tóc thiếu sức sống, hư tổn, khô cứng luôn là nỗi ám ảnh của các chị em. Trước khi muốn biết cách làm tóc mềm mượt, bạn cần biết nguyên nhân gây ra tình trạng này là gì. Có rất nhiều lý do bạn sẽ không ngờ tới. Gội đầu không đúng cách, sử dụng dầu gội đầu không thích hợp, sấy tóc ở nhiệt độ cao, thường xuyên dùng hóa chất tạo kiểu tóc. Quá lâu bạn không tỉa bớt tóc hư tổn, không bảo vệ mái tóc khi ra ngoài trời nắng, khói bụi, ngồi trong điều hòa có nhiều. Chế độ dinh dưỡng không đúng dẫn tới thiếu hụt chất, đang sử dụng thuốc điều trị các bệnh lý như huyết áp, tiểu đường, tuyến giáp. 2. 5 cách làm tóc mềm mượt đơn giản. Mái tóc khô sơ rất khó tạo kiểu, thường bị bông xù khiến chị em mất tự tin. Hãy update ngay 5 cách làm tóc mềm mượt sau đây. 1. Sữa gạo cộng mật ong. Sữa gạo có chứa nhiều vitamin B1 rất tốt cho tóc. Đồng thời, mật ong là dưỡng chất tuyệt vời giúp cải thiện mái tóc sơ rối và sợi tóc cứng như rễ tre. Kết hợp sữa gạo với mật ong sẽ giúp tóc bóng đẹp và hương thơm nhẹ nhàng hơn. Cách thực hiện như sau. Trộn đều một cốc sữa gạo với một thìa cà phê mật ong rồi thoa lên tóc. Ủ trong vòng 15 phút rồi xả lại với nước sạch. 2. Cách làm tóc mềm mượt bằng chuối chín. Chăm sóc tóc thường xuyên với chuối chín có thể làm tăng độ ẩm của tóc, giúp tóc mềm hơn và làm dịu cơn ngứa đầu từ gầu. Bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên vì tóc giảm rụng đáng kể. Cách thực hiện như sau. Nghiền nát một quả chuối chín với 2 thìa sữa chua tự nhiên. Khuấy đều tay để hỗn hợp mịn hòa quyện đều giữa sữa chua và chuối chín. Thoa hỗn hợp chuối chín lên mái tóc và cả da dầu của bạn. Massage đều tay để các dưỡng chất thấm sâu vào từng sợi tóc. Dùng mũ chùm hoặc khăn bông ủ tóc khoảng 45 phút rồi gội lại với nước sạch. 3. Ủ tóc bằng bơ và dầu ô liu. Bơ chứa nhiều vitamin và dưỡng chất giúp tóc bóng mượt, giảm hẳn tình trạng tóc khô rối, gãy rụng. Dầu ô liu giúp tăng cường độ ẩm và làm mềm mượt tóc. Hai nguyên liệu này kết hợp sẽ là cách làm tóc mềm mượt vô cùng hiệu quả. Cách thực hiện như sau. Xay nhuyễn 1/2 quả bơ trộn đều với 1 thìa dầu ô liu tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Thoai hỗn hợp này lên tóc rồi massage từ thân tóc và ngọn tóc trong khoảng 2 phút. Dùng khăn bông nhúng nước nóng rồi vắt sạch nước để ủ đầu khoảng 30 phút. Xả tóc lại thật sạch bằng nước ấm. 4. Dùng bia để xả tóc. Các chị em sẽ không ngờ đến. Vitamin B lại có nhiều trong bia, một loại đồ uống ưa thích của nam giới. Bạn hãy dùng nó để xả tóc. Đảm bảo sẽ suôn mềm bất ngờ. Cách làm tóc mềm mượt từ bia như sau. Trộn 1/2 cốc bia với 2 cốc nước sạch. Sau khi gội đầu xong, bạn xả sạch với nước rồi dùng hỗn hợp bia nước để thay thế cho dầu xả. Bạn nhớ massage để thư giãn và giúp các dưỡng chất thấm sâu hơn. Dùng khăn tắm lau tóc và để tóc khô tự nhiên. 5. Hỗn hợp sữa chua cộng mật ong cộng trứng gà. Trứng gà rất giàu chất béo, protein và các enzyme giúp dưỡng tóc và loại bỏ chất nhờn trên tóc. Ngoài ra, sữa chua và mật ong giúp nuôi dưỡng tóc mềm mượt và vào nếp. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng tóc cứng và khô sơ, hãy thử áp dụng cách sau. Đánh 2 quả trứng rồi trộn đều với 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa chua vào và bôi hỗn hợp trên lên tóc, kết hợp massage 5-10 phút và ủ tóc ít nhất 20 phút. Gội đầu lại với nước lạnh để làm sạch. Với 5 cách làm tóc mềm mượt trên, bạn cần phải kiên trì thực hiện. Ngoài ra, bạn nên kết hợp với ăn uống đủ chất, bảo vệ mái tóc khỏi những yếu tố nguy hại, đảm bảo sau 2 tuần. Mái tóc của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Chúc các bạn thành công!